Hành trình đảo Mộc Xanh và K9 của hai anh em. Ba tay đâu rồi, ba tay đâu? Em Min đã bé còn đi chung đội anh chị. Cứ thấy nước là nghiện. Gọi mãi mới chịu lên bờ. Trang điểm để chuẩn bị thi người mẫu. K9 thôi nào. Sở trường của em. Kết thúc hành trình với bao kỷ niệm vui.